một số người dân, học sinh, sinh viên và thanh niên mới lại cổ vũ làm mất an ninh trật tự và gây ách tắc giao thông cục bộ tại khu vực đường Nguyễn Sinh. Cán bộ chiến sĩ công an thành phố Nam Định thực hiện đến đây kết thúc.